Tiếp tục về tiếp tục loa bốt các bác nhá. Em bóc tạm nhanh ở đây cho bác này. Tiếp tục về loa bốt karaoke ngày hôm kia em có quay một clip giới thiệu đến quý vị về hơn 20 đôi, 26 đôi thì vỡ một đôi đã hết rồi. Hôm nay bác các bác hôm qua có điện lấy tiếp thì bác nào điện liên lạc lại cho em. Hôm nay hàng lại về. Chút nữa em sẽ bóc tiếp, hàng còn nhiều. Em sẽ bóc tiếp. Còn hiện tại khui ra đây được 1 2 3 4 5 6 7 đôi, 6 7 đôi. Còn em sẽ khui tiếp. Tiếp tục bốt 301 seri 5 về tiếp tục ạ. Với dòng 301 seri 5 này thì các bác đã biết rồi. Từ dòng 301 seri 5 trở lên thì nó được thiết kế với lại bát 20. 201 thì nó được thiết kế với bát 18. Còn 301 là bát 20. Nó là một bát 20. Và hai con tép, một con tép này. Hai con tép, một tép phía sau nữa. Đấy. Với dòng loa bốt 301 đây, nó là 301 seri 5 được chưa? Hàng made in Mexico, hàng xịn luôn. Báo cáo các bác là riêng dòng loa bốt thì nó chiếm khoảng 8 đến 90% là Mexico sản xuất nhé. Còn thỉnh thoảng mới có đôi loa của Mỹ sản xuất, chứ còn đa số là Mexico. Đấy được chưa? Hàng còn nguyên zin hết cho các bác. Và cái mức giá của loa bốt này có mức giá là 5 triệu 9 một đôi. Vẫn như giá hôm trước. Hôm trước em có báo quý vị là hôm trước là về được 26 đôi thì vỡ mất một đôi, nó bị dập. Còn 25 đôi đấy đã hết. Hôm nay lại về tiếp tục được hơn chục đôi nữa thôi, không có nhiều. Bác nào hôm trước điện để lấy cái lô trước thì hết hàng thì bác gọi lại cho em. Hôm nay lại về được hơn chục đôi nữa. Thì em hôm trước nhiều bác bảo đặt cọc để lấy nhưng mà không dám nhận bởi vì là không chắc là lấy được hàng về, nhưng hôm nay đã về đây rồi. Hôm nay hàng về đây. Với dòng loa bốt này thì cho quý vị hát karaoke và nghe nhạc phải nói luôn là số 1 rồi. Tại sao? Những dòng loa đáp ứng được hai nhiệm vụ cũng như là hai cái mục tiêu quý vị chơi nghe nhạc hay và hát karaoke hay thì đây nó là sở trường rồi. Loa bốt thì nó sở trường. Đấy. Chính vì vậy mà đôi loa bốt này hôm nay em giới thiệu tiếp tục cho quý vị. Mặc dù là có clip rồi nhưng vẫn phải quay lại bởi vì nhiều clip nó bị trôi bài. Vẫn giá cũ 5 triệu 900 một đôi. Các bác cứ cân đối đi tham khảo thoải mái. Bởi vì là dòng 301 seri 5 này thì không có giá 5 triệu 9 đâu các bác ạ. Toàn 6, 7 triệu trở lên thôi. Nên là chính vì vậy là giá em đã cân nhắc, đã cân đối. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, được chưa? Còn tiếp tục phía dưới, đó là dòng loa OHM. OHM dòng loa, OHM thằng hàng này của Made in UK. Dòng đến từ OHM là của Anh rồi. Đây, Made in UK này. Tất cả hàng đấy em chưa lau dọn đâu. Đấy, lau tay đâu nó sạch đấy, sạch bụi đấy. Made in UK. Yeah. Đây là thằng OHM LB4MK3. Công suất 300W một đôi. Trở kháng 4 ôm, con này đánh cho chất bát thì khỏi phải nghĩ. Các bác chơi âm ly công suất lớn hoặc đẩy càng tốt. Em nó chiều hết. Và đây là một trong những đôi loa hát karaoke gia đình phải nói luôn là hợp túi tiền, chơi tất cả các thể loại nhạc cho quý vị. Mức giá 4.950.000 một đôi. 4.950.000 một đôi OHM. Đây. Con này được thiết kế với hai bát 20 hai bên, một tép còi, một tép ở giữa và hai lỗ thông hơi. Loa báo cáo quý vị là loa thì được thiết kế và đóng thùng rất là nặng. Bởi vì tại sao nó nặng? Bởi vì cái củ loa nam châm trong này nó gần bằng cái chóa này luôn. Chóa con này bát 20 mà. Thì cái củ loa nó gần bằng nó luôn. Loa này em bán rất là nhiều rồi. Trong 2-3 tháng vừa gần đây nó về được cái lô hàng này. Bán rất là nhiều. Bởi vì là thấy nó hợp túi tiền. Và nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu cho quý vị. Chơi nhạc mạnh, nhạc nhẹ, hát karaoke. Nó chơi nó yếu hết. Nên được nhiều khách hàng đón nhận và tin dùng, mua nhiều. Nên lại được về tiếp. Lô này được có 8 đôi thôi, không được nhiều. 8 đôi thôi. Hôm qua hôm kia được 2 đôi thì cũng hết luôn rồi đấy. Còn hôm nay được 8 đôi. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Nên được 8 đôi đấy, 8 đôi. Còn bốt bầu. Bầu cái dòng 301 thì báo cáo quý vị là hôm trước 25 đôi thì trong một ngày
hơn một ngày lại đã bay được như thế này. Nó thế là quý vị biết rồi. Đấy, với giá 5,9 triệu thì quý vị cứ đi tham khảo thoải mái, cho quý vị đi tham khảo toàn quốc, cả nước, cả thế giới luôn. Vì cả thế giới quý vị đưa được những đôi loa này về đến đây thì không ra đấy rồi, nói nhanh. Tính em bán hàng rõ ràng, không thích mặc cả thì nghèo. Mất lòng trước được lòng sau, nói luôn cho quý vị. Không thích mặc cả lằng ngoằng mất việc lắm. Các bác em đã giao bán trên này rồi, giá như nào bác nào lấy được liên hệ, đặt cọc, chuyển hàng. Em chuyển hàng cho quý vị mà trước khi chuyển em cũng phải test kiểm tra hết, chứ không phải em điều vào đâu. Không phải thích thì cứ chuyển hàng cho quý vị xong rồi chuyển đi chuyển lại mất thời gian đó. Kiểm tra rõ đàng hoàng sau chuyển hàng cho quý vị, chứ không phải là cứ nói ảo ảo trên này chả biết loa sống loa chết như nào. Tất cả bán hàng ở đây là bao loa hoạt động tốt, chất hoạt động tốt hết cho quý vị, chứ không phải là thích là báo ảo ảo. Được chưa? Nó báo ảo. Đấy, đó là Bose 301CD5 có mức giá là 5,9 triệu. Và loa OHM 2 bát 20 một tép còi có giá là 4,950,000. Ngoài ra thì cũng muốn giới thiệu đến quý vị một chút dòng loa âm trần. Do âm trần đâu bởi vì lại về tiếp đây, lại về tiếp nó nhiều nên em cũng giới thiệu qua để cho quý vị để giới thiệu qua. Loa âm trần nó về nhiều lắm nên cứ lấy lên 1-2 đôi. Thật ra là những cái dòng loa này để giới thiệu cho quý vị nó nhiều, nó đóng thùng hết đây, em cứ bóc dần đây. Đây em nhấc một con rồi đã, để giới thiệu cho quý vị luôn. Đây là dòng loa âm trần của Pháp ạ. Đây là những chiếc loa âm trần của Pháp thì ở mặt trước này nó được bọc một lớp đây loa âm trần đây rồi, có đây nữa. Đợi chút em mua đem hộ mấy loa âm trần này ra giới thiệu luôn. Loa âm trần bóc sẵn củ ấy. Đấy, bỏ đây để giới thiệu luôn cho các bác. Về cái dòng loa âm trần của Pháp này, nó là loa toàn giải, loa toàn giải. Và cái đặc biệt là với giá thành của nó, phải nói luôn là nó quá rẻ, 800.000 một chiếc như này. Loa âm trần của Pháp, được chưa? Một chiếc của nó thì gồm có thứ nhất là cái xương bên ngoài. Đây là cái gọi là xương để đúc, để đặt, để gá cái loa này lên trần. Và cái thứ hai là bên phần lõi. Phần lõi bên trong là loa đây. Loa em đã nhắc rồi. Loa thì có lượt da cao su này. Loa này là loa toàn giải của Pháp thì nó được thiết kế với lại màng giấy, gân vải tẩm dầu. Tất cả loa nào cũng còn zin gân nhé. Gân vải tẩm dầu nên độ bền nó rất là cao. Tất cả còn zin hết và hàng còn gần như là mới, đẹp. Đây. Báo cáo quý vị là dòng loa toàn giải này thì bác chơi đã biết rồi. Nó phải nói luôn là nó là một trong những dòng loa nghe nhạc nhẹ nhàng, hay, tinh tế và không bao giờ biết mệt mỏi đối với dòng loa toàn giải này. Đấy. Nhẹ nhàng, êm ái thì nó là loa toàn giải, nó số 1 rồi. Tinh tế. Đấy. Đây là những con loa toàn giải có công suất khá là lớn. Tại sao em lại nói lớn? Mặc dù bát nó, đây là nguyên con này đường kính bát nó 13 thôi nhé. Nhưng mà báo cáo quý vị là công suất của nó 20W này. Các nhìn thấy chưa? 20W, max 20W. Những đôi loa quý vị nào đã chơi loa toàn giải quý vị biết rồi. Những đôi loa Electro Voice hoặc Antec Lăng Sinh bát 30, 40 loa toàn giải, công suất nó cũng chỉ có 4 đến 50W thôi. Mà bát 340. Đây con này bát nó có 13 thôi, nhưng mà nó đã đến 20W rồi. Thì chính vì vậy nên là đôi loa toàn giải âm trần của Pháp này không phải là công suất thấp. Và những con loa này thì nó được thường xuyên là được lắp đây, nó thiết kế này để lắp cho phòng họp hội trường, hoặc là gia đình bệnh viện, nó tóm lại là vân vân. Nó đặt được trên hội trường, còn về đây thì các bác có thể để nguyên như này để chơi ván hở. Các bác có thể để nguyên như này để chơi ván hở, ván hở ra. Đấy, các bác cứ về để như này thôi. Để như này để đánh thẳng âm ly vào, hoặc là có thể tháo ra như thế này. Tháo như này nhé. Tháo như này, độ những cái thiết bị bằng gỗ, có nghĩa là quý vị chế xếp theo hình nón này, hình thang, hình cái gì tùy để ghép những đôi chiếc loa này vào. Nó tóm lại là mỗi người sở thích một kiểu. Báo cáo quý vị là có cái biến thế này này. Biến thế này này. Cái biến thế này là nó dùng cho khi nào quý vị lắp ghép trên 10-15 đôi trở lên cho một âm ly. Có nghĩa là một cái âm ly đấy nó đánh tầm 10-15 đôi loa trở lên, nó tương đương với lại trên 20 chiếc, 30 chiếc loa thì mới cần dùng cái biến thế này. Cái biến thế này dùng điện 100. Có nghĩa là khi lắp
thì càng nhiều thiết bị thì cái đường dây dẫn nó càng xa, cái tín hiệu là nó bị suy hao. Tín hiệu bị suy hao, khi nó bị suy hao thì bắt buộc các bác phải cấp điện vào đây cho nó để nó hỗ trợ cái đường, hỗ trợ cái giải tín hiệu đi xa cho đỡ bị suy hao. Đấy. Còn dưới 10 đôi thì các bác vứt cái biến thế đi. Gia đình các bác về vứt cái này đi, bỏ cái cục đi. Đấy, bỏ đi, cắt lên đây này. Đấu thẳng trực tiếp vào loa chưa? Đấu thẳng trực tiếp vào loa thôi, bỏ biến thế đi. Đấy, được chưa? Biến thế đi. Đấy. Đó là vừa rồi em giới thiệu đến quý vị một số cái kiểu lắp của loa toàn giải. Các bác có thể lấy về độ vào tủ này, vào tủ kính, vào tủ nào cũng được, hoặc là chơi ván hở như thế này, hoặc lắp vào trần thạch cao, hoặc độ lên xe ô tô, vân vân. Đấy, tùy. Và giá của em nó là 1.600.000 một đôi, 1.600.000 hai cái, 800.000 một cái. Đấy. Đấy, đây, nó là hàng made in France. Chưa? Giá 1.600.000 một đôi ạ. Quá rẻ. Nhiều bác lấy về rồi, thấy rẻ quá, nghĩ là hàng vớ vẩn. Thôi để cho bác một đôi đã. Sau đó về, có nghĩa là thật ra là các bác ấy về bác xem đã, xong bắt đầu sau